Ngon không? Cho mẹ hả? Ngon hả? Ngon hả? Ngon hả? Bây giờ thì mình sẽ bóc vỏ tôm nha. Hôm nay thì mình sẽ làm nhân tôm thịt nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi xay. Cho một ít muối tiêu nhé. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều. Bây giờ thì đã vàng được hai mặt thì mình sẽ cắt ra nha mọi người. Hấp dẫn quá. Như nói hấp dẫn đi con, hấp dẫn, hấp dẫn. Mọi người ơi, mình được một bác người Nhật cho hai cốc thạch này, cốc bằng thủy tinh luôn đó mọi người. Đây là thạch Yono, thạch cherry. Đây là quả cherry luôn mọi người ơi. Đây là thạch cherry, còn đây là thạch nho. Nhìn đẹp quá. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Con muốn xem hả? Tư để mẹ mở cho nhé.
nhất nha. Nó có cái nước bật giống như là bia luôn á. Trời ơi ghê chua. Đây nè. Bây giờ mình sẽ bật nó lên. Wow. Mình quay cao lên một tí. Wow. Thạch này chắc đã đắt tiền lắm luôn mọi người. Wow, mọi người nhìn này. Trời ơi, nó đẹp dã man luôn. Núng na núng nính mà thơm. Thơm, thơm ngon dã man. Ngon quá. Vị rất là vừa ăn, không bị ngọt quá, cũng không bị nhạt. Ôi, che đi nguyên cùi, nguyên hạt luôn mọi người ạ. Nguyên cả quả che đi luôn. Dã man ngon luôn. Con muốn ăn hả? Mà bà bảo là cái này là mẹ ăn thì con đâu được ăn đâu. Có ba sàng bảo là cái này trẻ con không ăn được, chỉ có mẹ ăn thôi. Ôi ngon quá, thằng con mình nó thèm. Mà bà ấy bảo là cái này là mẹ ăn thôi. Tội nghiệp.